đang lên bò đi giao cho khách. Lên luôn. Lên xe. Có tấm trên luôn à. Đây, bò rất là đẹp ha. Đang lên xe giao cho khách. Rồi lên luôn. Đẹp quá. Đang lên bò giao cho khách. Tiếp tục nha cô chú anh chị các bạn. Thì lên. Giỏi nè. À, đi về chủ mới nha. Giỏi nha. Lên luôn. Rồi ok. Tiếp tục lên bò giao về cho khách nha. Ở đây thì giao về cho anh chị này ở Phú anh ở đâu? Bảo Thuận ha anh. Bảo Thuận phải không ha Bảo Thành? Bảo Thành. Không có. Ở dưới cái bụng á hả? Ở cái bụng hả? Không có gì hết á. Dạ. Rồi, chúc anh chị về nuôi nhanh lẹ ha. May mắn nha. Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em đang có mặt tại thị trấn Ba Tri. Đến đây để ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng mấy con bò. Ở trước mắt cô chú anh chị và các bạn cũng như là trên cái màn hình ở đây thì nó sẽ có một con bò Angus siêu đỏ và một con bò kem Pháp Charolais sọc cọp. Lấy cái thước em ơi. Đất. Thước con giỏ em nè. Đây cô chú anh chị và các bạn. Thì nói đến cái dòng kem Pháp Charolais thì chúng ta nghĩ ngay về cái vấn đề là xương sóc và cấp mình của con bò này. Và sau khi sinh sản nó có một khả năng đặc biệt. Đó chính là khả năng nuôi con rất là nhanh lớn cô chú anh chị và các bạn. Và đẻ con ra xương sóc lớn ha. Ở đây thì mình phải biết được là con bò gì, nó đẻ ra con bò gì và nó cái ưu điểm và cái nhược điểm của nó như thế nào. Thì trong cái chương trình này em sẽ tư vấn cho bà con cô bác anh chị luôn ha. Ví dụ như là cái con bò Angus bên đây thì cái ưu điểm của nó là gì? Ưu điểm của nó là cái sữa, cái lượng sữa mang khi mà nó nuôi con á. Cái khả năng tiết sữa của nó cực kỳ là nhiều. Phải gọi là cực kỳ là mát sữa của chú anh chị và các bạn. Đó, và cái dòng bò này là một cái dòng bò phải gọi là siêu thịt và siêu sữa. Siêu thịt là như thế nào? Cái chất lượng dinh dưỡng của con bò này thì khỏi phải bàn. Đây, con bò này thì nó chất lượng dinh dưỡng của thịt của con bò này thì nó chỉ đứng sau cái con bò Kobe thôi. Tại vì cái dòng này nó là siêu thịt và siêu sữa nên cái giá trị kinh tế của nó khá là cao. Bà con cô bác anh chị chúng ta rất là chuộng về cái dòng bò này. Cái dòng bò này thuộc về cái dòng bò Angus siêu đỏ nha. Chân móng nè, chân móng xương sóc nói chung là khá là kịch cộm. Để bà con cô bác anh chị chúng ta có thể lựa chọn bò về nuôi sinh sản thì bà con cô bác anh chị nên chọn những cái dòng bò qua bự xương chậu rộng để cho tiện cho cái việc sinh sản ha. Ở đây thì con bò này thì nó thuộc về dòng Angus ha. Chiều cao của nó dao động tầm khoảng từ 1m2 cho tới 1m25. Và con bò này thì nó được tầm khoảng từ 14 tháng tuổi. Và cái giá bán của nó thì một chút xíu nữa em sẽ công khai cho bà con cô bác anh chị ngay và liền. Bây giờ mình trở lại với con bò kem Pháp Charolais sọc cọp này đi. Con này thuộc về cái dòng kem Pháp nhưng mà nó là đầu trụi nha chính chị các bạn. Đó, rất là nhiều bà con cô bác anh chị chọn cái dòng đầu trụi này. Đó, cái dòng kem Pháp trụi này. Nói đến kem Pháp thì cái khả năng đặc biệt của con bò này là như thế nào? Con này nó là cái dòng Charolais được cấy tinh trên cái nền bò Việt Nam. Đó, nó thuộc về thế hệ dòng 1 và nó đang có tháng tuổi tầm khoảng từ 10 cho tới 12 tháng tuổi. Và con bò này là cái dòng bò phải gọi là đẻ con và nuôi con rất là nhanh lớn. Nên bà con cô bác anh chị rất là chuộng ha. Chuộng nó ở một cái điểm là đẻ con, nuôi con nhanh lớn và đẻ con là xương sóc khá là to. Ở đây thì trên màn hình thì con bò này mình thấy nó khá là lực ha.
lưng vai lật, đòn thì dài, chân móng là móng sọt. Rúng thì đầy đủ nha. Con này rúng bản tầm khoảng từ 6 phân. Sái lưng của con bò, sái lưng, sái mặt của con bò này hoàn toàn nghiêm chỉnh. Đây, sái lưng đây và sái mặt đây. Đây, con bò này thả một cái đòn khá là dài. Nè, dậu yếm tốt. Nè, cô chú anh chị của bạn thấy không? Yếm tốt, chân móng là móng sọt. Trụ thì đứng thẳng, xương sóc to. Qua nè cô chú anh chị của bạn. Cái qua của con bò này thì qua bự ha. Nó này nó đóng gèn á. Cái này đóng gèn á cô chú anh chị của bạn. Thì con bò này cái tải trọng của nó thì sau này khá là lớn nha. Con bò này sẽ rơi vào cái khung bò tàn sát nhất nè. Xương sóc rất là to ha, đòn dài, lưng vai lực. Con bò này bây giờ em xin báo giá trực tiếp cho bà con cô bác như quý anh chị. Hai giá hai con bò này ngay và liền để cô chú anh chị các bạn có thể lựa chọn và đưa ra một cái phương án là mình có nên mua hai bò này hay không. Bò này em bán là bò này thuộc về dòng bò mình 100% có thể để sinh sản cô chú anh chị các bạn nha, chứ không phải là bò này em bán để bà con cô bác anh chị thịt. Ở đây thì con bò này bây giờ em xin báo giá trực tiếp cho bà con cô bác anh chị ha. Con này có giá bán là 18 triệu. Còn con bên đây, con bên đây có giá bán là 19 triệu 500. Hai con bò này, con này khoảng 14 tháng ha, 14 tháng, còn con này khoảng 12 tháng ha cô chú anh chị các bạn. À, thì bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì mọi người cứ liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được hai con bò này mua về nuôi phát triển kinh tế. Ở đây là hai con bò, một con là thuộc về kem Pháp đầu trụi, kem Pháp cọp nha. Còn một con là Angus đầu trụi, Angus siêu đỏ. Đây, bà con cô bác anh chị chúng ta thấy, nếu mà cảm thấy thích muốn mua những con bò này thì mọi người cứ liên hệ ngay và liền với số điện thoại của em 0383777696. Và mọi người cảm thấy thích mến cái chương trình của em, mọi người cho em xin một like như thế này dưới video để ủng hộ em, cũng như là giúp cho em cái video này của em có thể tiếp cận được nhiều người, có thể tiếp cận được nhiều khách hàng mà chúng ta có nhu cầu chúng ta mua bò giống. À, bà con cô bác anh chị ha, đây là một cái chương trình công khai giá bán và công khai những hình ảnh cận cảnh để cô chú anh chị và bạn lựa bò giống nè. Rồi, thì bây giờ em sẽ lại gần và cập nhật thông tin và chiều cao của hai bò này để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem. Cảm thấy thích muốn mua đó, thì mọi người cứ liên hệ với em để có thể chốt được đôi bò này mua về nuôi phát triển kinh tế nha. Con này bây giờ em xin báo giá lại một lần nữa, con này chốt giá lại là 18 triệu, tháng tuổi của nó khoảng 12 tháng ha. Đây, con này chiều cao tại phía sau khu của nó là 1m23 1m22, 23 ha. Còn con này chiều cao tại phía sau khu của nó là 1m25, 1m26. Thì hồi nãy đến giờ thì cũng đã đến đây và ghi hình báo giá và cập nhật những thông tin cơ bản cho bà con cô bác anh chị xem rồi. Nếu mà cảm thấy thích muốn mua những bò này thì mọi người cứ gọi ngay vào số điện thoại của em 0383777696 nha. Rồi bây giờ xin kết thúc video đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn video kế tiếp. Xin chào.